À, đây là một cái ví dụ lát. À, ta có thể tìm hiểu nếu làm trong ngôn ngữ trong cái C, trong C sharp ta sẽ tạo cái lát như thế nào. À, trong ngôn ngữ trình C sharp ta chọn new project, phải tạo được cái project lên, một cái dự án lên, đặt tên cho dự án. À, ví dụ như là last test, test chẳng hạn vậy. Nên chọn console application, trong C sharp chọn con application. Vậy ta sẽ thấy là có sẵn class program, với cái hàm tên là main, có sẵn. Ta muốn tạo qua một lớp, ví dụ lớp nhân viên, để ta minh họa, ta có thể là chọn vào lát, từ khóa lát, tên danh, tên của lát sẽ là nhân viên. À, như vậy ta có phần lát nhân viên. Bạn có thể tạo một cái lát khác. Như vậy bạn có thể tạo cái lát khác, đó là chọn vào cái project, hoặc là cái tạo chọn vào cái project và chọn vào cái hệ lát. Là như vậy ta sẽ tạo ra cái lát, ví dụ như lát nhân viên, lát sinh viên chẳng hạn vậy. À, thì ta cũng tạo ra được cái lát sinh viên nằm trong cái template là CSS. À, đó chính là cách tạo lát. À, và mặc định lát này chúng ta chưa để cái kiểu dữ liệu, cái phương thức nào, chưa cái phạm vi dữ liệu nào cho nó. Lát này không có kế thừa từ lát nào hết. Lát này không có kế thừa từ lát nào hết. Chúng ta sẽ nói về phần kế thừa trong cái phần kế thừa. À, như vậy là các bạn đã có thể tạo lát, định nghĩa lát và tạo một lát trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, sử dụng ngôn ngữ C# để minh họa.